quý vị đến với bản tin 12 giờ 30 phút trưa của Vietnam Top News. Vietnam Top News luôn cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và thế giới. Bản tin sẽ được phát sóng vào các khung giờ 6 giờ sáng, 12 giờ 30 phút trưa và 18 giờ tối hàng ngày trên Vietnam Top News. Thu Hà sẽ cùng đồng hành với quý vị trong bản tin 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay, ngày 7 tháng 10 năm 2020. Thế giới gần 36 triệu ca mắc nhiễm, châu Âu dồn sức chống làn sóng thứ hai của đại dịch Covid. Nữ bệnh nhân 26 tuổi từ Anh về Việt Nam có kết quả dương tính Covid-19. Ông Trump bất ngờ xuất hiện đầy tự tin chỉ sau 3 ngày điều trị Covid. Không giao bài về nhà, giúp học sinh lớp 1 hoàn thành bài ngay tại lớp. Đại học Y Thái Bình sẽ cấp học bổng và miễn toàn bộ học phí cho thí sinh 10 năm cổng bạc đến trường. Mở đầu của bản tin 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với những thông tin nóng về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước. Thu Hà xin kính mời quý vị cùng đến với những cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh trên thế giới trong 24 giờ qua. Thế giới ghi nhận thêm 278.364 ca mắc Covid-19 và 4.848 ca tử vong trong một ngày vừa qua. Tính đến 6 giờ sáng ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 35.999.762 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, bao gồm 1.053.334 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 27.109.423 người và 7.837.005 bệnh nhân đã được điều trị tích cực và 67.013 ca nguy kịch. Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới bao gồm Ấn Độ 72.106 ca, Mỹ 36.185 ca và Brazil 28.642 ca. Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong mới với 991 ca và tiếp đến là Brazil 721 ca và Mỹ là 667 ca. Đến nay, trên 27 triệu bệnh nhân đã phục hồi. Tại châu Âu, trong vòng 2 ngày liên tiếp, Hà Lan ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày vượt mốc trên 4.000 ca. Pháp cũng như tại các nước láng giềng của nước này như Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Italia, tỷ lệ các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên tổng số xét nghiệm đang gia tăng mạnh. Số ca chuyển bệnh nặng và nhập viện cũng tăng theo. Để ngăn chặn làn sóng lây lan dịch bệnh mới, các nước châu Âu đã siết chặt các biện pháp phòng dịch. Người dân Iceland sẽ không được rời khỏi quận cư trú. Các hoạt động hồi hè dự kiến tổ chức trong nhà sẽ bị hoãn. Các nghi lễ tôn giáo sẽ được tổ chức trực tuyến. Đặc biệt, các nhà hàng chỉ được phục vụ khách ở không gian bên ngoài. Tây Ban Nha, các thành phố León, Valencia và San Andres de Rabanero sẽ bị phong tỏa một phần trong vòng 2 tuần. Nước Pháp cũng đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đối với các vùng có cảnh báo đỏ. Các quán bar, phòng tập thể thao và bể bơi sẽ phải đóng cửa trong 2 tuần. Trong khi đó, các nhà hàng sẽ phải tuân thủ các quy định về y tế nghiêm ngặt để có thể được mở cửa ở nước Đức. Thiết lập các biện pháp phòng bệnh mới nghiêm ngặt hơn như bắt buộc đeo khẩu trang tại văn phòng, hạn chế số người tham dự các hoạt động hội hè, cấm bán rượu sau 23 giờ đêm và hạn chế các cuộc tụ họp cá nhân ở mức tối đa 6 người. Chiều tối ngày 6 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cô gái 26 tuổi mới từ Vương quốc Anh về nước có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và là bệnh nhân số 1098 ở Việt Nam từ đầu mùa dịch. Theo đó, ca bệnh 1098 được cách ly tại Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân 26 tuổi có địa chỉ tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, là du học sinh. Ngày 3 tháng 10, bệnh nhân từ London nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0054, được chuyển đến cách ly tập trung ngay tại trung đoàn 125, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngày 4 tháng 10, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Kết quả xét nghiệm ngày 5 tháng 10 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương và ngày 6 tháng 10 tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Đây là ca bệnh thứ 1098 tính từ đầu vụ dịch tại Việt Nam. Trong số này đã có 1023 người khỏi bệnh và được ra viện. Tại các bệnh viện hiện chỉ còn dưới 40 bệnh nhân đang điều trị, nhưng 9 người trong số này đã có từ 1 đến 3 kết quả xét nghiệm âm tính. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1098 ca mắc nhiễm, 35 ca tử vong. Số ca đã được điều trị khỏi bệnh là 1023 ca. Tiếp theo là những tin tức thế giới nóng hổi đáng chú ý. Ngày 6 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức quay lại Nhà Trắng chỉ sau 3 ngày cách ly điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Quân y Walter Reed ở thủ đô Washington DC. Nhà lãnh đạo Mỹ còn đứng ra ban công gỡ khẩu trang cất vào túi trước ống kính truyền thông trước khi bước vào trong. Sau đó, Tổng thống Trump cho đăng tải trên trang Twitter cá nhân chính thức thông điệp kêu gọi người dân đừng sợ Covid-19 vì đã có sự lãnh đạo của chính quyền liên bang. Ông thậm chí tuyên bố hiện còn khỏe hơn chính mình cách đây 20 năm. Trước đó cùng ngày, bác sĩ riêng của Nhà Trắng Sean Conley khẳng định
Dù có thể Tổng thống Donald Trump chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng nhóm chuyên gia của ông vẫn đồng ý rằng ông Trump đủ khỏe để về nhà. Dù vậy, không phải ai cũng đón nhận sự trở lại của ông Trump một cách tích cực. Đơn cử, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cảnh báo Tổng thống Mỹ đang chính trị hóa tình trạng sức khỏe của ông. Và việc ông quay lại Nhà Trắng quá sớm sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm khi đất nước vẫn chưa đẩy lùi được Covid-19. Trong khi đó, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden khuyến nghị ông Trump nên nghe lời bác sĩ và ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang toàn quốc thay vì lập tức khởi động lại chiến dịch vận động tranh cử. Tư lệnh Không quân Ấn Độ cho biết lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng không kích nhằm vào Trung Quốc. Người đứng đầu tư lệnh tướng Balodi cho hay Không quân Ấn Độ sẵn sàng tác chiến trên cả hai mặt trận giữa bối cảnh căng thẳng với cả Trung Quốc và Pakistan liên tục leo thang. Ngày 5 tháng 10, đại diện tư lệnh Ấn Độ lên tiếng rằng máy bay Dassault Rafale do Pháp sản xuất giúp mang lại ưu thế cạnh tranh cho Ấn Độ trước các đối thủ, bao gồm năng lực phủ đầu và tấn công chiều sâu. Ông nói rằng tình trạng giằng co ở biên giới Trung Ấn vẫn tiếp diễn, cục diện chưa đến mức phải thực hiện công kích. Song không lực Ấn Độ đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản này. Theo tư lệnh Ấn Độ, không quân nước này hoàn toàn sẵn sàng ứng phó với bất cứ khả năng xung đột nào, chỉ rủi ro bùng phát giao tranh với Trung Quốc hoặc Pakistan. Ông Badaria cáo buộc Trung Quốc đang bí mật hợp tác với nhau để tiến hành các cuộc tập trận rộng rãi, đồng thời cho rằng Pakistan đang phụ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực. Ông đánh giá nếu giao tranh vũ trang bùng phát, Trung Quốc không có lý do gì để có thể chiến thắng được Ấn Độ. Công ty khởi nghiệp Conoco Mỹ đang nỗ lực chuyển đổi một robot dò kiếp nổ thành thiết bị phát hiện SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 với tốc độ nhanh hơn phương pháp xét nghiệm truyền thống. Đây quả là một điều kỳ diệu trong việc tận dụng máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho công cuộc phòng chống dịch bệnh. Các tế bào chứa mầm bệnh giải phóng những hợp chất hữu cơ phát ra mùi hương và một số động vật robot có thể ngửi được. Theo đó, Conoco đã hoán cải robot Conicore để đánh hơi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có trong hơi thở của những người nhiễm SARS-CoV-2. Người máy hình đĩa bay này có một con chip silicon được lập trình để nhận ra một mùi hương nhất định. Khi ấy, đèn báo hiệu của robot sẽ sáng lên. Trong các thử nghiệm lâm sàng đầu tiên, Conicore đã điểm mặt chính xác sự hiện diện của virus cúm A. Sắp tới, công ty công nghệ sinh học này sẽ thử nghiệm robot đối với các mẫu bệnh của những người xét nghiệm SARS-CoV-2 để so sánh với các phương pháp truyền thống. Giám đốc điều hành của Conoco tin rằng những sản phẩm đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng trước cuối năm nay. Robot đánh hơi này cũng đang được hãng sản xuất máy bay Airbus nghiên cứu để giúp xác định chất nổ và các vật liệu nguy hiểm tiềm ẩn trên các máy bay cũng như phi trường. Trong điều kiện tốt nhất, phiên bản này mất chưa tới 10 giây để đưa ra phản hồi. Trong nhà tù lâu đời nhất ở Anh, Septon Mallet ở Somerset có dịch vụ thử làm tù nhân trong một ngày và làm quen với cuộc sống trong tù. Trải nghiệm như vậy có giá 49 bảng Anh. Chuyến tham quan mang đến cho khách du lịch trải nghiệm nhập vai hoàn toàn vào cuộc sống một tù nhân. Những người tham gia sẽ được thưởng thức thực đơn tương ứng như cháo yến cho bữa sáng. Dịch vụ bao gồm cả ngủ đêm trong phòng biệt giam như một tù nhân thực thụ. Được biết, Stetson Mallet là nhà tù nổi tiếng nhất nước Anh. Nó từng giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm như anh em song sinh nhà Gray, những tù nhân đầu tiên đến đó vào năm 1626. Kể từ đó đã có nhiều vụ hành quyết diễn ra ở Stetson Mallet. Vụ treo cổ cuối cùng được thực hiện vào năm 1945. Vào năm 2013, Stetson Mallet không còn là một nhà tù nữa. Nhà chức trách địa phương đã cải tạo thành trung tâm du lịch. Như vậy, những người tìm kiếm cảm giác mạnh được chào mời cả các chuyến du ngoạn khác đến Stetson Mallet. Một trong số đó là những cuộc dạo đêm với các nhà nghiên cứu về những điều huyền bí được tổ chức trong khuôn viên của nhà tù từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Dịch vụ này có giá 50 bảng một người. Trước đó, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan Somsat Thepsutin, nước này sẽ có kế hoạch biến 72 nhà tù trên khắp đất nước thành điểm thu hút khách du lịch. Ông Thepsutin cho biết sẽ có các cuộc thi nấu ăn dành cho các đầu bếp và quán bar. Ngoài ra, các cửa hàng sẽ được mở cửa nên du khách có thể mua những đồ vật cho tù nhân làm ra. Kế hoạch này đã được thực hiện tại 5 nhà tù. Tiếp theo là những thông tin trong nước đáng chú ý. Nội dung trong văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tăng cường thực hiện chương trình giáo dục đối với học sinh lớp 1 vừa gửi các sở giáo dục đào tạo vào ngày 5 tháng 10 yêu cầu không cho bài về nhà, giúp học sinh lớp 1 hoàn thành bài ngay tại lớp. Tại văn bản này, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết qua kiểm tra, khảo sát đầu năm học mới, Bộ Giáo dục Đào tạo nhận thấy các trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình lớp 1 phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường. Các giáo viên dạy lớp 1 đã bước đầu áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Cụ thể, chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở, giúp học sinh hoàn thiện nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Thời khóa biểu cần đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục,
phân bổ hợp lý về thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1. Sáng ngày 6 tháng 10, Bệnh viện quận 8 đã ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh 115. Đây là trạm cấp cứu vệ tinh thứ 33 của thành phố Hồ Chí Minh và là trạm thứ 2 phục vụ hoạt động cấp cứu trên địa bàn quận 8. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn quận 8 trải dài và rộng, phân bố cư dân đông đúc, có nhiều kênh rạch, hẻm sâu nên mặc dù bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp đã tham gia làm trạm cấp cứu vệ tinh nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu cho người dân trên địa bàn. Việc bệnh viện quận 8 tham gia làm trạm cấp cứu vệ tinh thật sự mang ý nghĩa thiết thực, đáp ứng việc chăm sóc sức khỏe cho người dân trong những tình huống khẩn cấp. Sở Y tế thành phố giao trung tâm cấp cứu 115 hỗ trợ năng lực cấp cứu ngoài bệnh viện đối với trạm cấp cứu vệ tinh thứ 33 đặt tại bệnh viện quận 8. Giao bệnh viện Nguyễn Tri Phương hỗ trợ toàn diện cho bệnh viện quận 8, trong đó chú trọng hỗ trợ và tư vấn từ xa hoạt động cấp cứu của bệnh viện, ưu tiên tiếp nhận bệnh nhân do trạm cấp cứu vệ tinh của bệnh viện quận 8 chuyển đến. Tiếp theo xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến ngay với chuyên mục Nóng trong ngày. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo vừa cho hay, thí sinh Ngô Minh Hiếu, chàng trai cõng bạn đến lớp trong 10 năm, đã đủ điểm vào Đại học Y Thái Bình. Trường sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Hiếu theo học tại trường. Theo Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, thời gian qua, câu chuyện cảm động về đôi bạn thân cõng nhau đến lớp trong 10 năm ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đều đạt điểm số trên 28 điểm thi đại học, đã được cộng đồng chia sẻ, khâm phục ý chí, nghị lực và học tập của hai bạn trẻ Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh. Trong kỳ thi vừa qua, với kết quả thi 28,15 điểm của mình, Ngô Minh Hiếu đã đủ điểm đỗ vào trường Đại học Y Thái Bình. Trường Đại học Y Thái Bình sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Ngô Minh Hiếu theo học tại trường và sẽ tạo điều kiện học tập tốt cho Hiếu để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai. Để động viên nghị lực của hai bạn có thể tiếp tục học tập tốt trên chặng đường đại học, bạn Nguyễn Tất Minh đã đỗ vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ điều trị sức khỏe cho Minh và hỗ trợ Minh về y tế trong thời gian Minh học đại học. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 12:30 trưa của Việt Nam Top News xin phép được khép lại. Thu Hòa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ tối nay của Việt Nam Top News.